Hello, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh kiếm tiền online của mình. Hôm nay thì mình sẽ tiếp tục giới thiệu cho các bạn một trang web kiếm coin hoàn toàn miễn phí các bạn. Các bạn không cần bỏ vốn ha, chỉ cần cài chay ha các bạn. Đó là trang web Faucet Crypto. Thì đối với cái đường link tham chiến ở trang web này mình để phía dưới video ha các bạn. Rồi, thì trước khi hướng dẫn các bạn đăng ký tài khoản, mình sơ lược một chút thông tin về trang web này. Thì như các bạn thấy đó, thì trang web này nó sẽ kiếm hơn 12 loại coin ha. Thì các bạn nhấp vào đây nè. Đó. Thì nó sẽ đây là 12 loại coin, nó cho phép các bạn là kiếm và để rút về ha các bạn. Các bạn có thể tham khảo thêm khi vào trang web này ha. Rồi ok, thì đối với phần trang web này á, thì để kiếm được tiền á, thì nó sẽ cho các bạn là xem quảng cáo hoặc là giải khảo sát tường trình hoặc là các bạn claim ha các bạn. Và bên cạnh đó là cái phần short link đó ha các bạn. Ở đây thì mình không thấy ha. Rồi ok, thì đây á, đối với cái phần mà rút tiền á, nó sẽ hỗ trợ ví là rút về ví cá nhân ha các bạn. Ở đây là ví cá nhân như là Remitano, Faucet Pay hoặc là Binance chẳng hạn vân vân. Nhưng mà đối với những cái ví cá nhân thường thì sẽ có min rút ha. Ở đây mình khuyến khích các bạn là rút về Faucet Pay đi ha. Tại vì cái ví Faucet Pay á là ví này nè, nó sẽ không có hạn chế về mặt cái min rút về cái loại ví này ha. Rồi ok. Thì ở đây á, đối với phần mà khi bạn mời bạn bè các bạn tham chiến thì các bạn sẽ nhận được 20% trên tổng số tiền họ kiếm được các bạn. Ở đây á, mỗi lần các bạn làm nhiệm vụ thì các bạn sẽ lên cấp độ ha. Cấp độ càng cao thì bonus mà nó thưởng cho bạn càng nhiều ha. Rồi ok. Thì ở đây á, đã có 2 triệu người đăng ký nè các bạn. Và trong đó là làm 644 triệu nhiệm vụ rồi. Và trong đó nó trả là 5 triệu coin ha các bạn. Ở đây tính là coin ha các bạn. Coin trên cái trang web này ha. Nó sẽ từ cái đồng coin nó sẽ quy, khi các bạn rút tiền á, nó sẽ quy ngược về những cái đồng mà bạn muốn rút ha. Ví dụ như bạn muốn rút Bitcoin hay Litecoin đó vân vân. Rồi thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn đăng ký tài khoản nha. Đầu tiên các bạn bấm vào chữ sign up nè. Sau khi bấm vào chữ sign up xong thì các bạn điền name, email, mật khẩu, sau đó bạn nhập lại mật khẩu, các bạn là đồng ý với các điều kiện điều khoản của nó. Sau đó bạn xác minh tôi là con người nè, các bạn giải captcha của nó. Rồi sau khi xong thì các bạn nhấn register là xong ha. Hoặc có các bạn có thể là bấm vào chữ Gmail nè, các bạn có tài khoản Gmail các bạn đăng nhập thẳng vào luôn ha. Bấm vào đây các bạn đăng nhập thẳng vào luôn. Sau khi xong thì các bạn kiểm tra email của mình, nó sẽ gửi email cho các bạn để kích hoạt tài khoản ha. Nói chung là phần đó rất là đơn giản ha. Rồi thì ở đây cá nhân mình đã có tài khoản rồi cho nên mình đăng nhập vào bên trong luôn các bạn. Rồi thì đây là giao diện chính khi chúng ta đăng nhập vào bên trong các bạn. Các bạn nhớ xem đến cuối video ha, mình sẽ hướng dẫn các bạn rút tiền luôn cũng như là cập nhật cái bằng chứng rút tiền ở trên trang web này cho các bạn xem luôn ha, để các bạn dễ dàng tham chiến các bạn. Rồi ok, thì đây là bản tổng của nó khi chúng ta đăng nhập vào bên trong ha. Ở đây cái số tổng mình đang kiếm được, mình đang có được là 12.000 coin này các bạn. Cái này là coin ha các bạn. Coin là trên trang web nó trả đó, là khi mà mình muốn rút về BTC thì nó sẽ quy cho mình là 2854 BTC đó các bạn. BTC S ha các bạn, chứ không phải BTC ha. Nè. Rồi ok. Thì đối với những loại coin mà bạn rút á thì nó sẽ quy cái đồng coin này về cái số tiền của cái loại coin đó các bạn. Chút xíu mình sẽ nói rõ hơn ha. Rồi, thì ở đây á mỗi ngày á các bạn vào đây á, khi các bạn vào bản tổng á, ở đây nó có đây là ready to claim nè. Các bạn sẽ được claim một lần ha. Xin lỗi các bạn là cứ 30 phút thì các bạn claim một lần ha. Rồi ok. Thì các nhiệm vụ còn lại như các bạn giải khảo sát nè, xem quảng cáo và một còn cái phần là giải sóc linh ngắn nữa. Chút xíu mình sẽ nói rõ từng phần bên đây để các bạn nắm ha. Ở đây mình sẽ nói về những mục kiếm tiền ha, những mục nào mà không liên quan để đầu tư đồ này kia thì mình xin phép bỏ qua ha các bạn. Rồi ok, thì đầu tiên á các bạn bấm vào chữ ready to claim hoặc là ở đây cũng được nè, các bạn bấm vào đây ha. Rồi sau khi bấm vào đây thì nó sẽ cho các bạn là 21 coin sau khi các bạn claim ha, và cứ mỗi 30 phút thì các bạn claim một lần. Ok, ở đây là tắt chỉnh âm thanh để báo cho bạn là khi nào mà nó hết 30 phút nè, các bạn hãy bấm ở đây nè. Rồi ok, thì đầu tiên á các bạn giải cái phần captcha của nó. Thì đây ví dụ nó có 3 chữ captcha là Tiger Pot, 4 chữ là Tiger Pot Mo và N nè các bạn. Thì các bạn sắp xếp theo thứ tự của nó thôi, thì Tiger nè, Pot nè, Mo, N. Rồi sau khi xong thì bạn nhấn Get Reward. Ví dụ lỡ mà các bạn có bấm sai thì các bạn reset lại ha. Bạn nhấn Get Reward nè. Rồi sau khi xong thì mình nhận được 21 coin ha. Trong đó là 17 coin nó trả cho mình và 3,85 coin là nó cộng bonus cho mình thấy các bạn. Rồi thì để mình nói rõ cái phần bonus này, thì như các bạn thấy nè, bonus á mình đang có là một
cấp độ là 176 ha các bạn. Thì ở đây á, bonus của mình là 22%. Khi bạn thực hiện claim hoặc là nhiệm vụ á, nó sẽ đầy đổng số coin giống với cái bonus mà nó đã cộng cho bạn rồi đó. Khi các bạn claim xong thì nó sẽ tách ra cho các bạn thấy ha. Thì mình đang là level 176 với bonus là 22% ha các bạn. Đó. Thì các bạn lên level càng cao thì bonus càng nhiều ha. Rồi, ok. Thì ở đây á, đó là về cái phần ready to claim. Thì tiếp theo là một BTC nè các bạn. Trước khi nói về một BTC thì ở đây các bạn bấm vào chữ claim đây nè. Đó. Ở đây á là cái reward, tức là cái mỗi ngày nó sẽ cho các bạn claim một lần ha. Là mình sẽ nhận được 21,8 coin nè. Nó cũng chia trang nãy vậy đó các bạn. Rồi, thì tiếp theo là một BTC nữa ha, một quảng cáo nè. Đối với phần quảng cáo á thì bây giờ cũng khá đơn giản thôi. Ở đây á, tổng số quảng cáo nó cho các bạn là 13 quảng cáo này ha. Thì các bạn sẽ nhận được 254 coin khi các bạn là coi hết 13 quảng cáo này. Rồi, ok. Thì ở đây á, mỗi một loại quảng cáo nó có ghi số giây cũng như là số tiền các bạn hưởng nè ha. Ví dụ như ở đây là 29 coin nè. À, thì trong đó là nó trả cho mình 24 coin và 5 coin là bonus ha các bạn. Tương tự như những phần còn lại các bạn có thể tham khảo thêm những phần này ha. Rồi thì bây giờ mình sẽ thử một cái cho các bạn xem ha. Thì các bạn bấm vào đây, các bạn đợi 40 giây các bạn sẽ nhận được 29,89 coin ha. Thì các bạn thực hiện nhiệm vụ này, các bạn chỉ cần là bấm vào quát nè. Rồi sau khi xong á, thì các bạn đợi khoảng đâu đó là 12 giây thì phải. Sau khi hết 12 giây này nó sẽ xuất hiện một cái chữ để các bạn bấm vào đó nè, một chữ rất hiệu quá, mà bấm vào đây nó sẽ chuyển các bạn sang cái trang quảng cáo ha. Thì ở đây á, các bạn thấy là hồi nãy nó để là 40 giây nè, số giây nó sẽ nằm phía trên góc phải màn hình của các bạn ha. Hết số giây này hết số giây này nó sẽ hiện một cái dòng chữ, các bạn cứ bấm vào đó nó sẽ trở về trang chủ ha, và các bạn sẽ nhận được số coin tương ứng ha các bạn. Rồi thì trong quá trình mà nó quảng cáo, những cái trang web mà nó quảng cáo, các bạn có thể tham khảo thêm những trang web này xem có hay không, hoặc là kiếm tiền có tiền miễn phí gì hay không đó, đại khái vậy. Thì các bạn có thể là tham chiến ở trên những cái trang web mà nó quảng cáo cũng được ha. Rồi ok, thì các bạn đợi khoảng đâu đó khoảng 6 giây nữa. Rồi xong thì ở đây nó có chữ continue, thì các bạn chỉ cần bấm vào đây. Sau khi bấm vào đây thì nó sẽ chuyển các bạn đến cái trang quảng cáo ha. Các bạn không cần quan tâm ha, các bạn tắt trang quảng cáo đó đi. Sau đó bạn trở về cái trang concept page là trang chủ của mình đó các bạn. Thì ở đây á, mà là mình đã làm xong một cái nhiệm vụ Adidas, một cái nhiệm vụ quảng cáo nè. Thì đây là mình còn 12 nhiệm vụ nữa ha, thì số coin nó sẽ sụt xuống. Thì cái phần coin mà 29 coin đã nó sẽ cộng lên đây cho mình ha. Rồi, ok. Thì đó là về phần xem quảng cáo ha. Đối với một survey một up for wall, thì hai cái này là giải khảo sát tường trình ha. Thì cái phần này thì mình xin phép bỏ qua, vì những cái phần này mình thường giải là nó không có được, làm không cái nội dung không có được, cho nên là các bạn nào giỏi về phần này thì các bạn có thể là vào đây làm kiếm rất là nhiều coin ha. Ok. Tiếp theo là về cái mục trend này á. Trend này là gì? Trend này là những cái cấp độ nhiệm vụ, cấp độ mà nó cho các bạn đó. Nếu mà các bạn lên cấp độ mà tương ứng với cái nhiệm vụ mà nó cho, ví dụ như ở đây cấp độ mà lên cấp độ 50 thì mình sẽ nhận được là 437 coin nè ha. Thì các bạn chỉ cần nhấn nút claim thôi, ví dụ 50/50 nè, bạn nhấn nút claim ha. Thì sau khi claim xong á thì số coin này nó sẽ về đây ha. Đó, thì các bạn cứ đặt đủ cấp độ, các bạn cứ claim thì tiền nó sẽ về đây ha. Ở đây á, là mình đạt được 176 rồi nè. Ví dụ như bây giờ mình lên tới 200 á, thì để 176 trên 200 nè, mình lên đủ 200 thì mình claim, mình nhận được số tiền tương ứng ha. Ví dụ như đây là 3125 coin nè các bạn. Rồi ok, thì đó là về cái phần mà trên này các bạn, là nhiệm vụ đó. Mình còn một cái để đổi nữa nè, nhưng mà mình sẽ hướng dẫn các bạn tiếp cái phần tiếp theo ha, để đỡ mất thời gian các bạn. Rồi ok, tiếp theo là về phần market, cũng như là phần market này là chúng ta là mua hàng trên đây ha. Các bạn có thể dùng mua item. Cái phần này thì nữa mình sẽ nghiên cứu thêm để hướng dẫn các bạn ha. Rồi ok. Còn những cái mục này thì không có liên quan đến kiếm tiền thì mình xin phép bỏ qua ha. Rồi thì đối với đường link giới thiệu của các bạn thì sẽ nằm ở đây, ở phần profile referral ha các bạn. Thì ở đây á, cái referral này như hồi nãy mình đã nói bên ngoài á, là các bạn sẽ nhận được 20% trên tổng số tiền mà các bạn mời bạn bè các bạn tham chiến ha. Thì đường link giới thiệu của các bạn nằm ở đây.
bạn dùng đường link là để mời bạn bè thông qua các mạng xã hội cũng như là blog hay là web gì đó các bạn đó, thì các bạn sẽ nhận được 20% từ những người bạn của các bạn ha các bạn. Rồi ok, thì tiếp theo đó là về cái phần sơ lược của mình trên trang web này ha. Cái phần shopping thì hiện nay nó đã cắt bỏ ha các bạn, chỉ có làm xem quảng cáo cũng như claim ha, cũng như là đợi nhiệm vụ cấp độ lên rồi các bạn nhận coin đấy các bạn. Rồi thì đó là mình sơ lược về trang web này, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn rút tiền ha. Thì để rút tiền các bạn bấm vào chữ withdraw nè. Trước khi hướng dẫn các bạn rút tiền, nói về phần setting trước ha các bạn. Thì đối với cái phần setting này á, thì nơi đây là nơi mà các bạn là đổi tên email ha, sao các bạn là nhắn sale ở đây là xong ha, chỉ có bao nhiêu đó thôi. Rồi thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn rút tiền ha. Thì để rút tiền á, thì mỗi một cái loại coin á, nó sẽ có min rút khác, mỗi loại coin nó sẽ có min rút khác nhau ha các bạn. Thì nó sẽ tính trên cái phần coin này, nó sẽ tính cái min rút trên đây và nó sẽ quy ra số coin mà bạn muốn rút. Ví dụ như bây giờ mình muốn rút lòng đáp đi ha, muốn rút lòng đáp thì các bạn bấm vào chữ withdraw nè. Thì sau khi bấm vào chữ withdraw ở đây nó để là direct withdraw, tức là quý cá nhân, tức là quý nào cũng được. Thì min rút của nó là 1500 coin này ha các bạn, đó là nó sẽ trừ phí các bạn là 50 coin ha. Rồi ok, thì ví dụ ở đây là mình để min rút của nó là 1500 coin đi, thì ở đây á, sau khi 1500 coin thì các bạn sẽ nhận tương ứng là 13.553 satoshi của đồng đát ha các bạn, và các bạn dán địa chỉ ví vào đây là xong. Rồi ok, thì bây giờ á, ở đây á là cái số giống như là cái số tổng mà nó còn có thể trả được cho bạn ha. Khi mà số tổng này về không thì nó sẽ không có trả được cho bạn được. Rồi ok, như đối với cái phần Dogecoin này nè. Đó thì bây giờ á là nó đã hết cái phần Doge rồi, cho nên nó không có trả này, để là out of stock này các bạn, nên là nó không có trả được. Thì để một vài ngày thì sau khi là nó xong á, thì cái chữ MT này nó mất á, nó thành chữ fail như thế này á, nó sẽ trả tiền cho bạn ha. Rồi ok, thì bây giờ mình sẽ tiến hành rút thử một đồng coin cho các bạn xem ha. Bây giờ mình ví dụ mình rút một đồng Tron đi. Rồi ok, thì đối với đồng Tron á thì nó sẽ tiêu tốn min rút của nó sẽ là 3.000 coin nha các bạn. Bây giờ mình sẽ nhập 3.000 coin. Rồi 3.000 coin thì ở đây tương với là 9 Tron ha các bạn. Đây nè, 3.000 coin tương đương với 9 Tron ha. Thì sau đó là các bạn là điền cái địa chỉ ví của cái thằng đồng Tron này vào ha. Thì cách lấy địa chỉ ví ở trang mà FastPay thì các bạn bấm vào chữ deposit nè. Sau khi bấm vào chữ deposit, các bạn kiếm đến cái đồng Tron đây TRX ha. Sau đó là các bạn là copy, sau đó các bạn dán vào đây. Các bạn nhớ kiểm tra chữ đầu chữ cuối, ví dụ là TC và 9G là đúng với cái đồng của mình nè. Thì mình sẽ nhận về là được 2 Tron. Cái này nó trừ phí dữ người ta. Thôi không sao. Thì đây 3.000 thì đây nó để sơ 9 tron, không biết có lộn không các bạn. Thì đây mình sẽ nhận về là được 2 tron ha. Rồi, thì bây giờ các bạn chỉ cần giải captcha. Ví dụ như giải captcha. Rồi sau khi xong các bạn nhấn withdraw ha. Rồi nó báo là đã đưa vô cái phần chuyển tiền ha. Rồi ok, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kiểm tra lại. Thì đây nó đã trừ của mình là 3.000 coin ha. Thì cách kiểm tra như thế nào? Thì đầu tiên á, các bạn là bấm vào chữ history nè. Đó, các bạn kéo xuống. Đây nè, tức là processing, tức là nó đang xử lý các bạn. Đang xử lý là chuyển về cho mình là 2 tron nè ha các bạn. Đang xử lý. Khi nào mà nó có chữ complete như thế này là ok ha. Thì các bạn hãy bấm vào đây để xem cái nội dung như thế nào ha. Ví dụ như là mình rút tiền vào 8 giờ 17 phút theo giờ của nó các bạn, vào ngày 25 ha, và nó sẽ xử lý tối đa trong vòng 24 giờ ha, với cái 2.900 coin nè, mình rút 2.900 coin nè, tương ứng với 2.1 cho nè ha các bạn. Đây là chữ ví của mình. Rồi ok, thì sau khi xong thì nó xuất hiện chữ complete ha. Rồi thì bây giờ mình sẽ cung cấp cái bằng chứng mình đã rút được tiền từ trong web này ha. Nói chung là mất khoảng chưa tới 8 tiếng thì nó thanh toán xong ha. Thì bây giờ cái hôm qua mình có đặt lệnh rút nè, nó đúc cái đồng DigiBuy nè, rút là 7.3 DigiBuy nè. Đó, thì mình đặt lệnh rút vào lúc là 7 giờ 51 phút, thì đâu đó khoảng 14 giờ 45 phút á thì nó tiền đã về ha. Đâu đó tầm khoảng
7 8 tiếng gì đó thì nó về rồi ha. Trong ngày luôn ha các bạn. Đây nè, đây là cái lịch sử nha, mình rút là 1450 coin, nó trừ phí là 50 coin ha, tức là mình rút 1000 gửi nó trừ phí 50 coin còn 1450 coin các bạn. Mình sẽ nhận được là 7.3 DCBuy ha. Và đây là cái địa chỉ nó chuyển cho mình nè. Ha, ok. Rồi thì bây giờ mình sẽ qua ví Fastpay cho các bạn xem ha. Rồi. Đây thì như các bạn thấy nè, đồng DCBuy nè ha. Các bạn trên cái trang web này, trên cái trang web Fastpay này, các bạn rút về Fastpay Crypto nè, các bạn rút về ví Fastpay á thì các bạn sẽ phải vào deposit, các bạn mới thấy lịch sử ha, còn ở phần audio view là nó không có hiện đâu ha các bạn. Đây. Nó không có hiện đâu ha. Rồi. Thì đây bấm vào deposit. Đây các bạn thấy nè ha, cái địa chỉ ví hồi nãy mà nó chuyển cho mình đó, cái ID mà nó chuyển cho mình là ID này nè. Nó chuyển cho mình 7.3 DCBuy nè ha các bạn. Đây nè, 7.3 nè ha, địa chỉ ví bắt đầu ID bắt đầu chuyển 2AB nè. Đó 2AB nè, 7.3 nè ha, vào ngày 24 nè. Đó, nó tức là nó chuyển trong ngày luôn ha các bạn. Thì tương đương với cái phần rút tiền của mình, nó cũng sẽ thanh toán trong ngày thôi. Trang web này rất là lâu ha, trang web concept crypto rất là lâu, rất là uy tín ha. Rồi thì ok, mình vừa giới thiệu cho bạn xong trang web kiếm coin miễn phí Fastpay Crypto. Thì nếu các bạn thấy video hay, hãy cho mình một like, mình nhấn nút đăng ký kênh ha. Nếu mà các bạn có thắc mắc gì hãy để lại comment bên dưới video. Rồi, xin chào tạm biệt và cảm ơn các bạn đã theo dõi video.